Thưa quý vị và các bạn, đối với người Việt, Tết cổ truyền rất thiêng liêng, là những ngày trọng đại nhất trong năm. Quanh năm đi làm ăn xa, ai cũng muốn đến Tết để về thăm quê hương, sum họp cùng ông bà cha mẹ. Còn đối với một số bạn trẻ, Tết còn là thời điểm đẹp nhất trong năm để cùng bạn bè khám phá những miền đất mới. Nhưng để bảo vệ thành quả trong công tác phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn cho sức khỏe nhiều cá nhân, gia đình đã thay đổi kế hoạch đón Tết Nhâm Dần. Tuy thay đổi nhưng không khí đón Tết năm nay của các gia đình không kém phần vui tươi rộn rã. Không khí chào đón năm mới tại những miền quê trong tỉnh ngày giáp Tết thật đầm ấm. Nhiều gia đình lựa chọn Tết đơn giản một chút cũng chẳng sao, miễn là an toàn, không phải giãn cách, cách ly. Đa số các gia đình ở vùng nông thôn vẫn giữ tục lệ sum họp con cháu trong gia đình, gặp gỡ chia sẻ những câu chuyện năm cũ, cùng gói bánh, trang trí nhà cửa để đón năm mới, cùng quê hương, tổ tiên, ông bà, cha mẹ, với những lời chúc tốt lành nhân dịp năm mới. Do tình hình dịch bệnh nên Tết này gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Đan ở xã Định Thành, huyện Thoại Sơn cũng đã chủ động đón Tết gọn hơn mọi năm. Ngoài việc chuẩn bị các món bánh trái trong những ngày Tết, thì việc cho con cháu đi chúc Tết bà con họ hàng gần xa và cả việc đi du lịch trong những ngày Tết cổ truyền cũng được gia đình bà tinh giản rất nhiều. Lúc như chuẩn bị mà hai mấy Tết nè, chuẩn bị trước vậy đó, cũng Tết cũng chuẩn bị như bó cho đòn rồi làm bánh rồi này kia vậy đó. Con cháu cũng quay quần lại. Vui lúc là lúc con cháu mình nó tụ họp lại nhà đón Tết. Tết thì cũng bình thường thôi, rồi con cháu nó về sum họp gia đình rồi tụ hội lại rồi ăn uống vui vẻ. Bà con cũng vui vẻ lắm. Bởi Covid nó sắp qua đó, nó còn chút đỉnh à. Thành ra ai cũng phấn khởi hết trơn. Cũng lo vì là ăn Tết rồi lo canh tác tới làm ăn. Lúa thóc này qua màu này kia nọ đó, làm cho phát triển. Nếu như trước kia, Tết là dịp để mọi người đến chào hỏi thăm sức khỏe và mừng tuổi nhau, thì năm nay, Tết với các gia đình chỉ đơn giản là dịp để con cháu sum họp quây quần bên ông bà, cha mẹ, trẻ nhỏ tìm hiểu những giá trị truyền thống với những món bánh phong tục đón Tết Việt từ ông bà. Dạ, Tết năm nay là một ngày Tết rất đặc biệt với nghĩa với con, do tình hình Covid còn phức tạp. Nên năm nay, gia đình con đã hạn chế đi chơi xa. Và ngoài ra, con còn giúp bà làm bánh, giúp ông lặt lá mai, giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa. Con rất là vui. Không khí Tết ở gia đình của mình hôm nay diễn ra rất vui hơn mỗi năm. Vì dịch bệnh Covid nó kéo dài cả một năm nay. Do đó, năm nay là nơi có dịp mọi người không có đi chơi xa. Vì vậy, đoàn tụ lại bên gia đình. Mỗi năm thì mua hầu hết những cái bánh mứt và những cái món ăn ở ngoài. Năm nay gia đình mình tụ tập lại để làm gói bánh, làm bánh mứt để mà lừa, để là cho những đứa trẻ nó có cơ hội để mà vui bên nhau rồi cùng nhau đón xuân. Để ngoài ra cũng lưu giữ được những nét đẹp truyền thống của người Việt Nam mình là Tết phải gói bánh tét, bánh ú hoặc bánh ít, hoặc là làm bánh để cho những đứa trẻ có những không gian vui chơi vào những ngày xuân. Không có quá nhiều rộn ràng như mọi năm, người dân Việt đón Tết thời Covid tuy không tập trung đông người nhưng cũng không kém phần đầm ấm, bởi hầu hết các gia đình đã chủ động dành thời gian nhiều hơn để đoàn tụ bên gia đình, chia sẻ chuyện buồn vui của năm cũ. Gia đình ngồi quây quần bên mâm cơm cùng xem tivi, nhâm nhi ly trà. Các bà, các mẹ dạy con trẻ chế biến những món ăn truyền thống trong ngày Tết. Chính những điều đó đã làm phát huy và bảo tồn giá trị cốt lõi của Tết Việt. Và gia đình sum dày là tình cảm và những lời chúc chân thành của mỗi người con đất Việt.